Thưa quý vị, vào chiều nay ngày 12 tháng 11 năm 2021, Ủy ban Nhân dân huyện Cần Duộc tổ chức hội nghị sơ kết công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ông Nguyễn Văn Được đến dự. Ngay khi xuất hiện ca nhiễm đầu tiên trong cộng đồng vào ngày 27 tháng 5 năm 2021 tại ấp 4 xã Long Hậu, đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện Cần Duộc bước vào cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19 với tinh thần chống dịch như chống giặc, đầu tư hệ thống máy xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cần giuộc, Tổng kinh phí là gần 8 tỷ đồng. Kịp thời mua sắm, phân bổ trang thiết bị, vật tư y tế, thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch, với tổng kinh phí là 16,2 tỷ đồng. Tính đến ngày 9 tháng 11 năm 2021, huyện đã điều trị 2.761 ca bệnh, đã xuất viện 2.482 ca. Số người đã tiêm vaccine mũi 1 chiếm tỷ lệ 100% dân số, số người tiêm đủ 2 mũi chiếm tỷ lệ 92,4% dân số. Song song với công tác phòng chống dịch, huyện đã tập trung vận động xã hội hóa, chăm lo cuộc sống người dân gần 81 tỷ đồng. Vận động quỹ vaccine và quỹ phòng chống COVID-19 với số tiền là gần 2 tỷ đồng. Ngoài ra, huyện còn nhận được sự hỗ trợ của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 600 suất ăn, 5.000 phần quà, tổng trị giá là hơn 2 tỷ đồng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo nghị quyết số 68 của Chính phủ, quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ và các nhóm đối tượng lao động khác với số tiền là hơn 36 tỷ đồng, có phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và ổn định cuộc sống của người dân. Sự đoàn kết chung sức đồng lòng tạo thành sức mạnh của ý đảng lòng dân đã thành công trong công tác phòng chống dịch bệnh. Từ một địa phương thuộc vùng đỏ đã chuyển thành vùng xanh, với nhiều cách làm hay, sáng tạo, nhiều cá nhân điển hình được kết nạp đảng, 91 tập thể và 401 cá nhân được tuyên dương khen thưởng vì có thành tích tốt trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện.